Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Hình ảnh vệ tinh tiết lộ vụ thử hỏa tiễn hạt nhân Satan 2 của Nga đã thất bại, nổ ngay tại chỗ. Theo các nhà phân tích tình báo nguồn mở, hình ảnh vệ tinh cho thấy cuộc thử nghiệm gần đây của Nga đối với hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa, gọi tắt là ICBM RS-28 Sarmat, thường được gọi là Satan 2, đã thất bại. Cuộc thử nghiệm diễn ra vào hôm thứ Bảy 21 tháng 9 tại sân bay vũ trụ Leszek ở tây bắc nước Nga, dường như đã khiến hỏa tiễn phát nổ ngay trong hầm phóng, tạo ra một hố lớn và gây thiệt hại đáng kể cho địa điểm thử nghiệm. Một nhà phân tích nguồn mở đã báo cáo sự việc lần đầu tiên vào hôm Chủ nhật 22 tháng 9 cùng với hình ảnh vệ tinh do Planet Labs cung cấp rằng, như đã thấy rõ ràng, cuộc thử nghiệm RS-28 Sarmat hay Satan 2 đã thất bại hoàn toàn. Hỏa tiễn phát nổ trong silo hay hầm phóng để lại một hố lớn và phá hủy địa điểm thử nghiệm. Nhà phân tích cho rằng vụ nổ có thể xảy ra trong quá trình tiếp nhiên liệu chứ không phải trong quá trình phóng. Ủng hộ cho lý thuyết này, ông lưu ý rằng sự vắng mặt của máy bay trinh sát Cobra Bomb của NATO trong sự kiện này vốn thường theo dõi các vụ phóng như vậy. Sự vắng mặt của các máy bay trinh sát của NATO cho thấy chiếc hỏa tiễn Satan 2 chưa bao giờ được phóng lên, nó đã nổ ngay tại chỗ. Không có chiếc Cobra Bomb nào được ghi nhận đang bay trong dữ liệu của FIRM cho thấy các sự kiện nhiệt. Nhà phân tích cho biết, máy bay Cobra Bomb được trang bị đặc biệt để theo dõi các vụ phóng hỏa tiễn của Nga, nhưng không có chuyến bay nào như vậy được ghi nhận tại thời điểm xảy ra vụ nổ. Satan 2 được Nga coi là thành phần quan trọng trong lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của nước này, đã được Putin tuyên bố thử nghiệm thành công lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, kể từ cuộc thử nghiệm đó, Nga đã liên tục gặp phải khó khăn trong chương trình phát triển hỏa tiễn của mình. Sự việc mới nhất này đánh dấu lần thử nghiệm ICBM Sarmat không thành công thứ tư, mặc dù nhà độc tài Vladimir Putin tuyên bố hỏa tiễn này đã được đặt trong tình trạng báo động sẵn sàng chiến đấu. Các phân tích sâu hơn được chia sẻ bởi hai vệ tinh cho thấy vụ nổ có thể đã gây ra một vụ cháy rừng gần đó, với dữ liệu vệ tinh cho thấy dấu hiệu nhiệt từ khu vực sau cuộc thử nghiệm thất bại. Báo cáo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, một đồng minh thân cận của nhà độc tài Vladimir Putin, cảnh báo rằng vũ khí hạt nhân của Mạc Tư Khoa đang sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn. Theo TASS, một hãng thông tấn nhà nước Nga, Lavrov đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Sky News Arabia rằng: "Chúng tôi nói về các ranh giới đỏ, hy vọng rằng các đánh giá, tuyên bố của chúng tôi sẽ được những người thông minh có khả năng ra quyết định lắng nghe. Sẽ không nghiêm chỉnh khi nói rằng nếu ngày mai các bạn không làm những gì tôi yêu cầu, chúng tôi sẽ nhấn nút đỏ. Tôi tin rằng trong những tình huống như vậy, những người ra quyết định có ý tưởng về những gì chúng ta đang nói đến. Không ai muốn một cuộc chiến tranh hạt nhân." Ông ta nói thêm rằng, Nga sở hữu vũ khí sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho những người điều hành chế độ Ukraine. Diễn biến đầy kịch tính, hỏa tiễn Satan 2 của Nga đang làm trò cười cho thiên hạ. Hôm thứ Sáu 20 tháng 9, chính trị gia Diều Hâu Nga Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Hạ viện Nga, thường được gọi là Duma Quốc gia, tuyên bố thời gian bay của hỏa tiễn Sarmat tới Strasbourg là 3 phút 20 giây. Volodin, người giữ chức Chủ tịch Duma Quốc gia Nga từ năm 2016, đã tuyên bố như trên để đáp lại lời kêu gọi gần đây của Nghị viện Âu Châu về việc dỡ bỏ lệnh hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp trong lãnh thổ Nga và đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí cho Kyiv. Một ngày trước đó, hôm thứ Năm 19 tháng 9, khi Nghị viện Âu Châu đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh Âu Châu cho phép Ukraine sử dụng hệ thống vũ khí phương Tây chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp ở Nga. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, hỏa tiễn Sarmat của Nga thường được gọi một cách dễ sợ hơn là Satan 2, có tầm bắn từ 6.214 đến 11.184 dặm, đủ sức vươn tới thành phố của Pháp. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau tuyên bố của Siêu hầu Volodin,
Cuộc thử nghiệm hỏa tiễn Satan 2 diễn ra vào hôm thứ Bảy 21 tháng 9 tại sân bay vũ trụ Leipzig ở Tây Bắc nước Nga đã thất bại cay đắng. Hỏa tiễn phát nổ ngay trong hầm phóng, tạo ra một hố lớn và gây thiệt hại đáng kể cho địa điểm thử nghiệm. Cho đến nay, Nga vẫn chưa công bố số người chết vì hỏa tiễn phát nổ ngay tại chỗ. Diễn biến mới nhất này đã khiến tuyên bố của Volodin trở thành trò cười cho thiên hạ. Tưởng cũng nên nhắc lại là hôm 21 tháng 6 năm 2023, nhà độc tài Vladimir Putin tuyên bố rằng Satan 2 đã sẵn sàng được triển khai và hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu. Máy bay phản lực của Nga bị chặn trên biển Baltic. Hôm Chủ nhật 22 tháng 9, quân đội Latvia cho biết 6 máy bay Nga đã bị máy bay phản lực của NATO chặn lại khi đang bay qua biển Baltic trong 2 ngày qua. Không quân Latvia cho biết các máy bay Nga được xác định đã bay mà không có kế hoạch bay và tắt máy phát tín hiệu trong khoảng thời gian từ thứ 6 đến thứ 7. Theo tuyên bố, máy bay phản lực Eurofighter của Đức đã được triển khai để cảnh báo máy bay Nga và hộ tống chúng. Không phận Latvia không bị xâm phạm, tuyên bố cho biết thêm. Không quân Đức cho biết riêng rằng họ đã xác định được 5 máy bay phản lực của Nga đang bay qua biển Baltic và đã triển khai máy bay Eurofighter để hộ tống chúng. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay Nga đi lạc vào không phận Liên hiệp Âu Châu và NATO. Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Latvia cho biết một máy bay điều khiển từ xa của Nga đã bị rơi ở khu vực Rezhne ở phía đông đất nước. Sau khi bay qua Belarus, Latvia đã thông báo cho NATO về vụ việc. Máy bay điều khiển từ xa của Nga cũng đã xâm nhập lãnh thổ Romania nhiều lần trong vài tháng qua, khi mặc tư khoa tiếp tục ném bom khu vực Odessa lân cận ở Ukraine. Trong khi đó, lực lượng không quân Kyiv cho biết vào Chủ nhật rằng họ đã bắn hạ 71 trong số 80 máy bay điều khiển từ xa của Nga được phóng vào Ukraine trong đêm. Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine đã sử dụng vũ khí sản xuất trong nước để tấn công các kho vũ khí của Nga. Trong diễn từ gửi quốc dân đồng bào tối Chủ nhật 22 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh rằng Ukraine đang tấn công các kho vũ khí của Nga nhờ vào khả năng và vũ khí của chúng tôi. Thông báo của ông được đưa ra sau khi Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận vào chiều ngày 21 tháng 9 rằng quân đội và lực lượng an ninh của nước này đã tấn công 2 kho vũ khí của Nga trong đêm. Một kho vũ khí khác ở Nga đã bị hư hại, và đó là một kho vũ khí quan trọng đối với kẻ xâm lược. Cơ quan an ninh Ukraine cũng đã làm tốt việc phá hủy một kho vũ khí khác của quân đội Nga. Đây là các kho chứa hỏa tiễn chiến thuật và bom dẫn đường trên không của Nga, tất cả những thứ mà Nga sử dụng để khủng bố các thành phố, các vị trí của chúng tôi, Zelensky nói. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Oleksiy Romov giải thích vào chiều Chủ nhật 22 tháng 9 rằng Nga có 3 kho vũ khí, đạn dược lớn được xây dựng rất kiên cố để có thể chịu được ngay cả các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Kho thứ nhất và cũng là kho lớn nhất được đặt tại thị trấn Karapets ở tỉnh Tver, phía tây nước Nga, cách Ukraine 483 cây số. Kho này đã bị tấn công vào ngày 18 tháng 9. Tính đến sáng thứ Hai 23 tháng 9, một số blogger quân sự Nga cho rằng nó vẫn đang tiếp tục nổ, mặc dù chính quyền địa phương cho biết tình hình đã được ổn định. Kho thứ hai được đặt tại Tikhoretsk ở Krasnodar Krai, miền nam nước Nga, cách Ukraine 322 cây số, đã bị tấn công vào hôm thứ Bảy 21 tháng 9. Cũng trong ngày 21 tháng 9, quân Ukraine còn tấn công vào một kho vũ khí, đạn dược khác ở Ostayabersky trong tỉnh Tver, gần với kho Taropets. Trong bảng xếp hạng của Nga, kho vũ khí, đạn dược ở Ostayabersky xếp thứ 23. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng các đối tác của Ukraine có thể tăng cường hơn nữa an ninh của Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí tầm xa và giấy phép sử dụng. Tổng thống Zelensky nói thêm rằng, nếu chúng ta có thể sử dụng toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ đất nước, nếu chúng ta có đủ hỏa tiễn,
và giấy phép mà các đối tác có thể cấp, tình hình sẽ tốt hơn nhiều cho an ninh của chúng ta. An ninh của Ukraine và mọi người trên toàn thế giới không muốn phải sống giữa các cuộc xâm lược hết lần này đến lần khác của Nga. Nga mất 22 xe tăng, 52 xe thiết giáp và 1.500 quân trong một ngày, Kyiv. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Hai, 23 tháng 9, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Oleksiy Romov cho biết quân đội Nga đã trải qua một trong những ngày đẫm máu nhất trong nhiều tháng qua với tổn thất lớn về xe tăng, xe thiết giáp và quân nhân. Những số liệu mới nhất cho thấy số thương vong tăng đáng kể khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở tiền tuyến phía đông và khu vực Kursk của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga đã mất khoảng 642.420 quân nhân kể từ cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022, với 1.500 binh sĩ thiệt mạng chỉ trong 24 giờ trước đó. Đây là một trong những tổn thất quân sự trong một ngày cao nhất kể từ tháng 5. Về mặt trang thiết bị quân sự, số liệu mới nhất từ Kyiv cho thấy lực lượng thiết giáp của Nga đã bị thiệt hại nặng nề. Kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, Nga ước tính đã mất 8.768 xe tăng, trong đó có 22 xe tăng bị phá hủy trong 24 giờ qua. Số lượng xe thiết giáp chiến đấu bị phá hủy đã tăng lên 17.222, với 52 xe bị loại bỏ trong cùng kỳ. Nhưng con số này phản ánh mức tăng đột biến lớn nhất trong một ngày về tổn thất xe tăng và xe thiết giáp mà Kyiv báo cáo trong nhiều tháng. Các hệ thống pháo cũng bị ảnh hưởng đáng kể, với 63 hệ thống pháo của Nga bị phá hủy trong ngày qua. Tổng số hệ thống pháo mà Makhnovka mất hiện là 18.333. Những tổn thất này theo một mô hình tương tự như đã thấy vào đầu tuần. Vào ngày 20 tháng 9, Ukraine báo cáo 1.340 quân nhân Nga tử vong và 20 xe tăng bị phá hủy trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người chết trong cuộc chiến lên khoảng 639.480 vào thời điểm đó. Số liệu của Kyiv tiếp tục tăng, cho thấy giao tranh ác liệt kéo dài. Sự gia tăng gần đây về thương vong của Nga xảy ra khi lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công vào Kursk cũng như tiếp tục giao tranh ở miền đông Ukraine. Vladimir Putin đã ra hạn chót để tái chiếm hoàn toàn tỉnh Kursk là ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, cho đến nay, Nga vẫn tiếp tục phải di tản các thị trấn và vẫn tiếp tục lúng túng trong việc ngăn chặn các bước tiến mới của Kyiv. Cuộc tấn công của Nga vào mỏ ở Donetsk giết chết 2 phụ nữ, làm bị thương 1 người. Thống đốc tỉnh Donetsk Vadim Filaskin vào ngày 22 tháng 9, quân đội Nga đã pháo kích vào một mỏ ở Yudasne trong tỉnh Donetsk, khiến 2 nữ công nhân mỏ thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Ông cho biết thêm, vụ pháo kích đã gây ra hỏa hoạn ở khu vực phía trên mỏ, khiến 371 thợ mỏ đang ở dưới lòng đất vào thời điểm xảy ra vụ tấn công phải di tản. Sau vụ tấn công, 2 nữ công nhân được phát hiện đã chết khi kiểm tra khu vực mỏ. Một người khác được đưa đến bệnh viện. Yudashne, một thị trấn cách Pokrovsk 12 cây số về phía tây, là nơi có một trong những mỏ than lớn nhất ở Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga vào khu vực Donbass dầu than của Ukraine thường xuyên gây nguy hiểm đến tính mạng của thợ mỏ. Một cuộc tấn công vào tháng 7 đã đốt cháy một mỏ ở Donetsk với 86 thợ mỏ bên trong. Bộ Năng lượng không báo cáo bất kỳ thương vong nào sau khi đám cháy được dập tắt. Vào đầu tháng 9, 151 thợ mỏ đã bị mắc kẹt dưới lòng đất tại một mỏ ở Dobropilia, một thị trấn cách Pokrovsk 20 cây số về phía bắc, khi một cuộc tấn công của Nga gây ra tình trạng mất điện. Nga tuyên bố sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo hôm thứ Bảy 21 tháng 9. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đã tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ hội nghị thượng đỉnh hòa bình nào trong tương lai do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức vào tháng 6, coi tiến trình này là gian lận. Makhnovka không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 với sự tham dự của hơn 90 quốc gia, bác bỏ các cuộc thảo luận là không liên quan nếu không có sự tham gia của mình. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bày tỏ hy vọng về một cuộc họp tiếp theo vào cuối năm với mục tiêu bao gồm cả Nga.
Zakharova chỉ trích hội nghị thượng đỉnh rằng bản thân quá trình này không liên quan gì đến một giải pháp. Đây là một biểu hiện gian lận khác của người Anglo-Saxon và những con rối người Ukraine của họ. Bà nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng xem xét những đề xuất thực sự nghiêm chỉnh, thừa nhận tình hình thực tế, một ám chỉ mơ hồ đến việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine, không có vùng nào trong số đó được kiểm soát hoàn toàn. Zakharova cáo buộc Ukraine và các đồng minh phương Tây của nước này không quan tâm đến việc theo đuổi hòa bình, ám chỉ đến cuộc xâm nhập gần đây của Ukraine vào khu vực Kursk phía nam của Nga, và việc Zelensky liên tục yêu cầu vũ khí tầm xa của phương Tây. Bà nói rằng Ukraine và những người ủng hộ phương Tây không nghĩ đến hòa bình. Trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6, Putin đã nêu ra các điều kiện đàm phán, bao gồm việc Kyiv đầu hàng 4 vùng mà Moscow hiện đang tuyên bố chủ quyền. Kể từ đó, Nga đã tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán chừng nào lực lượng Ukraine vẫn còn ở khu vực Kursk. Zelensky có một kế hoạch về cách chấm dứt chiến tranh của Nga với chiến thắng của Ukraine. Kyiv vẫn giữ im lặng về các chi tiết cụ thể về kế hoạch khi Zelensky chuẩn bị trình bày kế hoạch này với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ trong chuyến thăm sắp tới của ông. Kế hoạch này dự kiến sẽ bao gồm các chiến lược quân sự, chính trị, ngoại giao và kinh tế. Nga phóng hơn 1.000 vũ khí trên không vào Ukraine trong một tuần, Zelensky nói. Hôm Chủ nhật 22 tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng gần 30 hỏa tiễn, khoảng 400 máy bay điều khiển từ xa và hơn 900 quả bom dẫn đường vào Ukraine trong tuần qua, đồng thời kêu gọi trao cho Ukraine khả năng tấn công tầm xa. Chỉ riêng ngày 21 tháng 9, 21 người đã bị thương ở Kharkiv khi Nga tấn công một tòa nhà chung cư bằng bom dẫn đường Pháp 250. Một ngày trước đó, một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào Kryvyi Rih đã giết chết một cậu bé 12 tuổi và hai phụ nữ 75 và 79 tuổi. Trong tuần qua, ít nhất 31 thường dân đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine. Chúng ta cần tăng cường năng lực để bảo vệ mạng sống và bảo đảm an toàn tốt hơn, Zelensky nói. Ukraine cần có đầy đủ khả năng tầm xa và chúng tôi đang nỗ lực thuyết phục các đối tác của mình về điều này. Chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận này vào tuần tới. Ukraine đã bị hạn chế sử dụng vũ khí do các đối tác phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga do lo ngại leo thang căng thẳng. Ukraine lập luận rằng việc tấn công các mục tiêu quân sự như phi trường sẽ cứu được mạng sống của thường dân vì nó sẽ phá hủy máy bay Nga phóng bom và hỏa tiễn vào các thành phố của Ukraine. Trong khi Hoa Kỳ nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng một số loại vũ khí ngay bên kia biên giới sau cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Kharkiv vào tháng 5, các hạn chế về các cuộc tấn công tầm xa sâu trong lãnh thổ Nga vẫn được áp dụng. Vào đầu tháng 9, có báo cáo cho biết Hoa Kỳ và Anh đang chuẩn bị kế hoạch nới lỏng thêm các hạn chế, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông báo thay đổi chính sách nào. Trong nhiều tháng, các quan chức ở Kyiv đã cầu xin các đối tác Âu Châu và Mỹ cho phép sử dụng các loại đạn dược tầm xa được tài trợ, hỏa tiễn hành trình Storm Shadow của Anh và Scalp EG của Pháp và hỏa tiễn hệ thống hỏa tiễn chiến thuật của lục quân Hoa Kỳ chống lại các mục tiêu sâu bên trong nước Nga, bao gồm cả kho đạn dược. Nhưng người Âu Châu và người Mỹ đã liên tục từ chối cấp phép đó. Rõ ràng là đã hết kiên nhẫn, người Ukraine đã tăng gấp đôi sản xuất vũ khí tự phát triển tại địa phương, máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn mà họ có thể bắn vào các mục tiêu bên trong nước Nga mà không cần xin phép bất cứ ai trước. Tổng thống Zelensky ghi nhận rằng trong mấy ngày gần đây, sau khi Ukraine phá hủy các kho vũ khí, đạn dược khổng lồ của Nga ở Tver và Krasnodar, số lượng hỏa tiễn mà Nga phóng vào Ukraine có chiều hướng giảm bớt đáng kể. Kế hoạch chiến thắng của Zelensky bao gồm lời mời gia nhập NATO, cam kết cung cấp vũ khí bền vững, Bloomberg đưa tin.
Kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Volodymyr Zelensky bao gồm lời mời chính thức gia nhập NATO và cam kết cung cấp vũ khí tiên tiến liên tục. Bloomberg đưa tin vào ngày 21 tháng 9, trích dẫn nguồn tin ẩn danh quen thuộc với vấn đề này. Kyiv vẫn giữ bí mật về nội dung của kế hoạch mà Zelensky dự kiến sẽ thảo luận với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong chuyến thăm Hoa Kỳ vào tuần tới. Theo Zelensky, kế hoạch chiến thắng bao gồm 5 điểm và tập trung vào an ninh và vị thế địa chính trị của Ukraine, viện trợ quân sự nước ngoài với quyền tự do sử dụng mà không bị hạn chế và hỗ trợ kinh tế. Ngoài lời mời của NATO và cam kết cung cấp vũ khí, nguồn tin của Bloomberg cho biết kế hoạch chiến thắng bao gồm một con đường rõ ràng để trở thành thành viên Liên minh Âu Châu. Zelensky dự kiến sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng với Tổng thống Biden tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 26 tháng 9. Ông cũng có kế hoạch thảo luận về kế hoạch này với các ứng cử viên Tổng thống, ông Donald Trump và Kamala Harris cùng các thành viên của Quốc hội. Ukraine cho biết họ sẵn sàng tiếp thu các đề xuất từ Hoa Kỳ để củng cố kế hoạch. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ đã nắm được các yếu tố trong chiến lược của Zelensky và bày tỏ niềm tin rằng nó có thể hiệu quả. Sau đó, Zelensky hứa sẽ công khai kế hoạch chiến thắng. Zelensky cho biết kế hoạch này được thiết kế để chấm dứt chiến tranh với sự hậu thuẫn của các đối tác quốc tế mà không cần dựa vào sự hợp tác của Nga, mặc dù ông không nói rõ sẽ đạt được điều này bằng cách nào. Các vụ nổ phá hủy nhiều kho đạn dược của Nga hơn. Các vụ nổ đã xảy ra tại hai kho đạn dược ở Nga, nghi là do máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công, vài ngày sau khi một địa điểm cung cấp nhiên liệu cho máy móc quân sự của Mạc Tư Khoa bị tấn công trong một trong những cuộc tấn công lớn nhất của cuộc chiến. Không nhận trách nhiệm trực tiếp, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào các cơ sở quân sự, với các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine để bình luận về các sự việc mới nhất. Video được chia sẻ trên kênh Astra Telegram cho thấy cảnh nổ và hỏa hoạn vào đêm thứ Sáu tại kho đạn dược ở làng Kameny, quận Tikhoretsky, thuộc vùng Krasnodar phía nam giáp biên giới với Ukraine. Thống đốc khu vực Veniamin Kondratiev cho biết trên Telegram rằng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố và trong khi phòng không và tác chiến điện tử đã đàn áp hai máy bay điều khiển từ xa, các mảnh vỡ rơi xuống của một máy bay đã gây ra hỏa hoạn lan sang các đối tượng nổ phát nổ. Người dân ở thị trấn gần hiện trường đã được di tản và theo thông tin sơ bộ, không có thương vong nào, ông nói thêm. Kondratiev không nêu rõ địa điểm xảy ra vụ nổ, nhưng Astra cho biết chúng đã tấn công kho đạn Tikhoretsk, nơi mà tờ The Washington Post đưa tin vào năm 2023 là nơi chứa đạn dược từ Bắc Hàn. Xa hơn về phía bắc nước Nga, một kho đạn dược khác đã bị tấn công vào đêm thứ Sáu tại thị trấn Oktyabrsky ở vùng Tver. Bản đồ hỏa hoạn của NASA cho thấy có một đám cháy lớn ở khu vực đó. Địa điểm này nằm gần một kho vũ khí ở Toropets, một trong những kho vũ khí lớn nhất của Nga, được cho là đã bị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công vào thứ Tư, gây ra một vụ nổ lớn đến mức được ghi nhận là một trận động đất nhỏ. Người dùng Telegram của Nga cho biết địa điểm này đã bị tấn công để tiêu diệt bất cứ thứ gì còn sót lại ở đó. Trong khi đó, những người dùng X ủng hộ Ukraine đã đăng tải đoạn phim về vụ nổ hôm thứ Bảy 21 tháng 9. Lực lượng Ukraine đã tấn công một kho đạn dược lớn của Nga tại quận Tikhoretsky thuộc Krasnodar Krai ở Nga, cách tiền tuyến hơn 300 km, gây ra những vụ nổ lớn. Ukraine Battle Map đăng trên X. Bài đăng này cũng cho biết thêm, Ukraine cũng đã tấn công một kho đạn dược khác ở Tver bằng một số máy bay điều khiển từ xa, hỏa tiễn cách bên trong nước Nga 460 km. Vụ nổ ngoạn mục tại cơ sở đạn dược Tikhoretsk, vùng Krasnodar ở Nga. Tài khoản X ủng hộ Ukraine Tenda đăng. Cơ sở đạn dược bốc cháy hoàn toàn, có vẻ như Nga đang mất dần các trung tâm hậu cần chính của mình, từng cái một. Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến việc phá hủy trong bản cập nhật, trong khi họ cho biết đã chặn 101 máy bay điều khiển từ xa loại chiến đấu của Ukraine trên 7 khu vực biên giới. Theo chính quyền địa phương, Mạc Tư Khoa tiếp tục thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, bao gồm cả cuộc tấn công vào đêm thứ Sáu khi một hỏa tiễn nhằm vào Kyivri ở vùng Dnipropetrovsk đã giết chết 3 người và làm 3 người khác bị thương.
Những người chết bao gồm một bé trai 12 tuổi, hai phụ nữ 75 và 79 tuổi. Thống đốc khu vực Sahi Lisa cho biết. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga đã giết chết 2 người và làm bị thương 24 người ở các khu vực Donetsk và Kherson, theo chính quyền địa phương. Scholz vẫn trụ vững khi đảng của ông vượt qua đảng cực hữu AfD trong cuộc bầu cử ở Brandenburg. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thoát hiểm vào Chủ nhật khi Đảng Dân Chủ Xã hội gọi tắt là SPD của ông ngăn chặn được phe cực hữu trong cuộc bầu cử khu vực quan trọng tại bang Brandenburg ở miền Đông. Tin tức này được xem là một tin mừng cho người Ukraine vì Đảng cực hữu AfD quyết liệt chống lại viện trợ dành cho Ukraine. Chiến thắng này mang lại cho Scholz, người đang vật lộn để giữ vững liên minh ba đảng bất đồng của mình, một sự giải thoát, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Tỷ lệ ủng hộ của ông đã xuống mức thấp kỷ lục và ông thậm chí còn được yêu cầu không vận động tranh cử ở Brandenburg do ông không được lòng cử tri. Theo dự đoán sơ bộ, SPD đứng đầu ở Brandenburg với 30,7% số phiếu bầu. Tiếp theo là đảng cực hữu Alternative for Germany, gọi tắt là AfD với 29,4%. Một đảng dân túy tả cánh mới được gọi là DSW đứng thứ 3 với 13,4% số phiếu bầu. Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Trung Hữu gọi tắt là CDU dẫn đầu các cuộc thăm dò toàn quốc với biên bộ đáng kể đứng thứ 4 với 12,1%. Thất bại ở Brandenburg, một tiểu bang nông thôn xung quanh Berlin mà SPD đã kiểm soát kể từ khi nước Đức thống nhất vào năm 1990, có thể sẽ phá vỡ kế hoạch tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ thủ tướng của Scholz, đồng thời gây áp lực buộc ông phải dọn đường cho một cuộc bầu cử bất thường. Mặc dù giành chiến thắng, các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy cả Scholz và SPD đều không có gì đáng ăn mừng. Khoảng 75% những người bỏ phiếu cho SPD cho biết họ làm như vậy không phải vì thực sự có thiện cảm với đảng, mà là để ngăn chặn AfD giành được quyền lực. Các vấn đề quốc gia, đặc biệt là vấn đề di cư mà Scholz đang phải vật lộn để giải quyết trong bối cảnh dòng người tị nạn ồ ạt đổ đến, đã chi phối chiến dịch và thu hút cử tri ủng hộ AfD. Đảng đã vượt qua kết quả năm 2019 với 6% điểm. Đảng Xanh, đóng vai trò đối tác cấp dưới của SPD ở cấp quốc gia, dường như đã không đạt được kết quả tốt. Kết quả sơ bộ cho thấy đảng này đang trên bờ vực không đạt được ngưỡng 5% để vào quốc hội tiểu bang. Đảng Dân Chủ Tự Do, thành viên nhỏ nhất trong liên minh của Scholz, giành được chưa đến 1% số phiếu bầu. Sự ngạc nhiên này đến từ đảng cánh tả DSW, một đảng được thành lập vào đầu năm nay bởi Sarah Wagenknecht, cựu lãnh đạo của đảng cánh tả, người đã bắt đầu phong trào mang tên mình sau khi bất hòa với đảng. Sự thể hiện mạnh mẽ này đưa DSW vào cuộc đua xây dựng liên minh cùng với SPD nhằm loại trừ khả năng cầm quyền của AfD. Các cuộc thăm dò trước ngày bầu cử cho thấy AfD dẫn trước một chút, mặc dù vẫn trong biên độ sai số. Đầu tháng này, đảng này đã giành vị trí đầu tiên trong cuộc bầu cử cấp tiểu bang ở Thuringia và thứ hai ở Saxony, gia tăng áp lực lên SPD của Scholz để giữ Brandenburg. SPD được hỗ trợ bởi nhà lãnh đạo nổi tiếng của mình tại Brandenburg, Dietmar Woidke, người mà hơn 60% cử tri cho biết họ đánh giá cao. Woidke, người đã giữ chức thủ tướng của tiểu bang kể từ năm 2013, cho biết ông sẽ từ chức nếu SPD không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Chúng ta đã đạt được chiến thắng lịch sử từ thế bị dẫn trước, Woidke nói với những người ủng hộ ông vào tối Chủ nhật. Một khía cạnh quan trọng trong chiến lược vận động tranh cử của Woidke là giữ Scholz tránh xa tầm mắt. Mặc dù thủ tướng cư trú tại tiểu bang, Woidke đã cấm ông ta tham gia các sự kiện vận động tranh cử do ông ta không được lòng dân. SPD đã nhận được sự thúc đẩy bất ngờ sau khi thủ tướng Saxony Michael Kretschmer của CDU ủng hộ Woidke, nói với các cử tri trung hữu rằng sẽ hợp lý hơn nếu ủng hộ SPD và ngăn chặn AfD hơn là ủng hộ CDU. Động thái không chính thống của Kretschmer, một nhân vật nổi tiếng ở miền đông nước Đức, dường như đã giúp đưa SPD vượt qua ranh giới, mặc dù nó cũng góp phần vào kết quả tệ nhất từ trước đến nay của CDU ở miền đông. Chiến thắng của SPD phần lớn là kết quả của sự ủng hộ từ những cử tri trên 60 tuổi, 37% trong số họ
ủng hộ đảng, theo các cuộc thăm dò ý kiến cử tri. AFD dẫn đầu trong số các cử tri trong độ tuổi từ 30 đến 59, nhấn mạnh sự thâm nhập mà đảng này đã tạo ra trong cử tri Đức trong những năm gần đây. Các nhà lãnh đạo AFD đổ lỗi cho giới truyền thông về vị trí thứ hai của họ, đặc biệt là chỉ ra những gì họ coi là sự đưa tin sai lệch của các đài truyền hình công cộng hùng mạnh của Đức. Mặc dù vậy, Hans-Christoph Bendit, ứng cử viên hàng đầu của AFD tại Brandenburg, dự đoán rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi đảng này nắm quyền. Tương lai của nước Đức là màu xanh, ông nói sau khi kết quả được công bố, ám chỉ đến màu sắc của đảng AFD, mặt trận của nước Đức đang đứng vững. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.